À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một văn bản khác nằm ở trong chương trình ngữ văn lớp 7, tập 1. Văn bản có tên là Đi lấy mật. Trước khi đọc văn bản, chúng ta có một câu hỏi nằm ở trang 21 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1 như sau. Hãy kể tên một số miền quê của Việt Nam mà em đã từng đến thăm hoặc biết tới qua các tác phẩm nghệ thuật như là tranh ảnh, phim hay thơ văn. Nơi nào đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Và đây là gợi ý trả lời của cô. Một số miền quê của Việt Nam mà em đã từng đến thăm hoặc biết tới qua các tác phẩm nghệ thuật có thể kể đến là Lạng Sơn và Nghệ An. Trong đó, nơi ấn tượng với em nhất là Nghệ An, bởi con người ở đây rất gần gũi, có giọng nói hay và là nơi có nhiều cảnh đẹp. Chúng ta thường nghe đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Khi đọc văn bản thì sau đây sẽ là những gợi ý trả lời cho các câu hỏi trong bài đọc. 1. Hình dung khung cảnh thiên nhiên qua cái nhìn của nhân vật An. Khung cảnh thiên nhiên qua cái nhìn của nhân vật An là đất rừng yên tĩnh, trời không có gió, không khí mát lành của hơi nước sông ngòi, mương rạch, đất ẩm, ánh sáng trong vắt. 2. Theo dõi, chú ý những chi tiết miêu tả ngoại hình và cử chỉ của các nhân vật. Những chi tiết miêu tả ngoại hình của nhân vật là với tía, bên hông lủng lẳng túi, lưng mang gùi, tay cầm chà gạt. Thằng cò thì đội cái thúng to. Cử chỉ thì nhân vật tía vung tay lên, đưa con dao phản ngang. Tôi thì chen vào giữa, chạy quẩy toàn ten cái gùi. Còn con luốc thì chạy tung tăng, sục sạo. 3. Theo dõi, chú ý những suy nghĩ của nhân vật An về tí nuôi và về cò. Suy nghĩ của nhân vật An về tí nuôi là tí nuôi rất quan tâm đến An. Nghe tiếng thở của An cũng biết là An mệt và cho An ngồi nghỉ. Còn về cò thì cò là một người khỏe mạnh, dẻo dai, cặp chân như bộ giò nai, suốt ngày lội trong rừng. 4. Theo dõi, cò giảng giải cho An những gì? Cò đã giảng giải cho An về sự xuất hiện của ông mật, nơi mà ông mật sẽ làm tổ. 5. Hình dung, vẻ đẹp phong phú, sống động của rừng. Vẻ đẹp phong phú, sống động của rừng được thể hiện ở sự đa dạng của các loài chim, âm thanh sống động của chim, ong, cảnh vật cây cối cũng rất đa dạng. Đàn ong mật như một sâu chuỗi hạt cườm, một đàn li ti như nắm trấu bay, tiếng kêu eo eo rầm ràng khu rừng mà phải thính tai thì mới thấy được. Mặt trời tuôn ánh sáng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, hương tràm thơm ngây ngất khắp khu rừng. Những con kỳ nhông với đủ sắc màu, vùng cỏ tranh khô vàng có hàng nghìn con chim cất cánh bay. 6. Tóm tắt nội dung câu chuyện của má nuôi An. Nội dung câu chuyện của má nuôi An, thứ nhất, kể về chỗ tìm cách gác kèo với những kinh nghiệm như hướng gió, đường bay của ong, chỗ ấm, ít gió, ít người qua lại. Thứ hai là đã kể về cách làm tổ ong, chọn nhánh tràm non to bằng cổ tay, chọn cây vừa kín, vừa im và có nhiều bóng nắng thì mật mới không bị chua. Gác kèo làm tổ thì phải tỉa bớt xung quanh để khi lấy mật cho dễ. Và cuối cùng là kể về thời gian đóng tổ. Giữa tháng 11, như vậy thì cuối năm gặp mưa, cành làm tổ sẽ bị mưa rửa trôi, sẽ giống với các cành còn lại, thì ong sẽ về làm tổ. 7. Theo dõi, ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật An và má. An nghe má kể thì cũng nghĩ là làm gác kèo cho ong là dễ. Nhưng trên thực tế thì nhiều người có kinh nghiệm gác kèo 10 năm vẫn về tay không vì định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió. 8. So sánh sự khác biệt trong cách thuần hóa ong rừng của người dân vùng U Minh. 3. Sự khác biệt nằm ở chỗ
Cách thuần hóa của ông rừng của người dân rừng U Minh là gác kèo sẵn cho ông về làm tổ. Còn cách thuần hóa ông ở các nơi khác, ví dụ như đối với người La Mã thì làm tổ ông bằng đồng hình chiếc vại, đục thủng nhiều lỗ quanh miệng, nhiều lỗ con quanh miệng và quanh đáy. Người Mễ Tây Cơ thì làm tổ ông bằng đất nung, còn người Ai Cập thì nuôi ông trong tổ bằng sành hình ống dài xếp chồng lên nhau trên bãi cỏ. Ở châu Phi thì người ta đục rỗng thân cây, bịt kín hai đầu, và cuối cùng ở Tây Âu thì tổ ong được lợp bằng rơm. Và sau khi mà chúng ta tìm hiểu cũng như là đọc văn bản, chúng ta có thể rút ra được nội dung chính như sau. Văn bản đi lấy mật kể về câu chuyện ba cha con Cò An đi vào rừng lấy mật. Qua đó, tác giả bật mí cho chúng ta về cách làm tổ của loài ong mật. Và đây cũng sẽ là một số câu gợi ý trả lời cho các câu hỏi trong bài đọc. Câu 1 nằm ở trang 24 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Đoạn trích có mấy nhân vật, em hãy chỉ ra mối quan hệ của các nhân vật đó. Và đây là cách các em trả lời ha. Đoạn trích của chúng ta có 4 nhân vật, đó là tí nuôi, má nuôi, An và Cò. Mối quan hệ của các nhân vật là Cò là con đẻ của tí và má, còn An là con nuôi của tí má. Câu 2, trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Nêu cảm nhận về nhân vật tí nuôi của An, cảm nhận của em dựa trên những chi tiết tiêu biểu nào? Và cách các em trả lời có thể là như thế này. Cảm nhận về nhân vật tí nuôi của An, thì tí nuôi của An là một người rất cẩn thận và chu đáo, đồng thời khá là tâm lý với con cái. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó qua một số chi tiết như thế này. Thôi dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hẳn đi. Nghe tiếng thở sau lưng cũng biết An mệt. Câu 3 nằm ở trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh được nhà văn tái hiện qua cái nhìn của ai? Em hãy nhận xét khả năng quan sát và cảm nhận về thiên nhiên của nhân vật ấy. Và cảnh sắc thiên nhiên rừng U Minh được nhà văn tái hiện qua cái nhìn của nhân vật An. Và khả năng quan sát, cảm nhận thiên nhiên của nhân vật An rất là tinh tế, chi tiết và cụ thể. Câu 4, trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Theo em thì nhân vật Cò là cậu bé sinh ra và lớn lên ở đâu? Điều gì khiến em khẳng định như vậy? Thì các em có thể trả lời như thế này. Nhân vật Cò là cậu bé sinh ra và lớn lên ở núi rừng U Minh. Chúng ta có thể khẳng định như vậy là vì Cò có những hiểu biết về rừng và nhận biết được bầy ong mật. Thứ hai là qua lời kể của An thì cặp chân như bộ giò nai lội xuống ngày trong rừng. Chúng ta có thể cảm nhận được Cò là con người sinh ra và lớn lên ở vùng núi rừng U Minh ha. Câu 5, trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Nhân vật An đã được nhà văn miêu tả qua những chi tiết nào? Về ngoại hình, lời nói, hành động, suy nghĩ, cảm xúc, mối quan hệ với các nhân vật khác. Em hãy dựa vào một số chi tiết tiêu biểu để khái quát đặc điểm tính cách của nhân vật An. Cô sẽ giúp em làm câu này như sau. Về lời nói, thì nhân vật An đã được nhà văn miêu tả qua chi tiết lời nói như thế này: ôn hòa với thằng Cò, lễ phép với ba má. Còn về hành động thì chen vào giữa, quẩy cái gùi bé, đảo mắt nhìn. Còn suy nghĩ và cảm xúc thì qua lời kể của má vẫn chưa hình dung về cách ăn ong, và khi được đi thực tế thì đã so sánh được sự khác biệt của vùng U Minh với các vùng khác trên thế giới, cảm thấy lạ lẫm vì không gian im lìm ở trong rừng và ngạc nhiên về vẻ đẹp của rừng U Minh với đa dạng các loài chim và âm thanh, và cũng rất là tự ái khi hỏi thằng Còi về nhiều thứ. Còn mối quan hệ của nhân vật An với các nhân vật khác là đối với Cò thì xưng tao, mày, thể hiện mối quan hệ bình đẳng, còn với ba má nuôi thì xưng hô rất lễ phép. Từ đó chúng ta thấy
Tính cách của nhân vật An là một cậu bé hồn nhiên, ngoan ngoãn nhưng hết sức hiểu chuyện và cũng ham học hỏi, hiểu biết rộng. Đến với câu hỏi thứ 6, trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Đọc đoạn trích, em có ấn tượng như thế nào về con người và rừng phương Nam? Thì đây là cách các em trả lời này. Đọc đoạn trích, em có ấn tượng về con người và rừng phương Nam như sau. Vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên với rừng rậm bạt ngàn, trù phú, thu rừng hoang dã muôn loài, con người thì chất phác, thuần hậu, trọng nghĩa và can đảm. Đến với phần viết kết nối với đọc, chúng ta có bài tập trang 24, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu trình bày cảm nhận của em về một chi tiết thú vị trong đoạn trích đi lấy mật. Và đây là đoạn mà cô gợi ý cho các em. Đoạn trích đi lấy mật kể về câu chuyện ba cha con Cò An đi vào rừng lấy mật. Và đó, tác giả bật mí cho chúng ta về cách làm tổ cho loài ong mật. Trong đoạn trích, em ấn tượng nhất với sân chim trong rừng U Minh. Giữa rừng U Minh rậm rạp, những tia nắng len lỏi vào các tán lá để soi xuống mặt đất còn hơi sương. Ánh nắng xen lẫn hương tràm ngây ngất phang phảng khắp rừng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Trong không gian đó, có một đàn chim hàng ngàn con cất cánh như vỡ trận. Không gian yên ắng, ồn ào. Không gian im ắng, bỗng ồn ào và náo nhiệt như nhà có hội. Như nhà có hội với đủ sắc màu. Chim già màu nâu, chim anh manh màu đỏ, chim nhỏ bay vù vù. Tất cả làm nên một không gian u minh tuyệt vời khiến ai đọc cũng khao khát được một lần ghé thăm. Và đó là những giây phút mà chúng ta soạn bài cho bài văn, cho văn bản đi lấy mật. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những văn bản tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.